hàng xăm lại của em nè, em gói nè nha. Mất quan điểm em chứ. Có băng keo không chị? Không, anh không ở trong. Dạ, em quan điểm của em. Băng keo đâu, băng keo đâu, băng keo đâu. Băng keo hỏi em thằng này. Sao? À, cái này là đóng, này đóng cho anh ngày kia anh mới về đấy, ngày kia anh đi tàu về. Cái này ngày mát không sợ hư. Ừ, đấy. Anh về tới khách sạn, anh bỏ cho ngăn mát cho em nha. Ừ, khách sạn tủng bé lắm. Bé thì anh chung vô một cái hả? Hả? Hay sao? Chung vô một cái nha anh hả? Ừ, anh chung vô một cái. Đây, đây, đây. Anh phải nhìn em mới làm, em không phải bắt đầu. Cái này còn có sao anh buộc đấy không? Anh kia đó. Đấy, em đến muộn cho nên anh lấy bên đó. Đó không sao. Đến muộn. Ống hộ một người. Sao tháo anh lại lên mà. Cái này có vừa không? Không vừa nhưng mà em chêm đây. Kệ ống hộ một người ít cho vui em nè. Em thoải mái thôi. Nhưng mà ống hộ em nhiều thì em vui hết. Mà quá cái gì mà em râu em ra vậy. Rắc cái này. Như đâu. Như lấy thêm nữa. Rồi, đợi em tí thôi, xí nữa thôi. Biết. Xí nữa thôi. Rồi, của anh nè. Chồng về chưa? Em ở đây rồi này. Em bảo vô nè, nha. Như là ở Phật ra. Thế là bị sao đấy? Không. Nè, anh ngó của em bỏ của em. Rồi. Biết mua đó, biết mua mấy của sao? Đây, điểm của anh. Em gói cho anh một cân. Anh nhìn em cân xong. Sang một bên mà này. Một bên. Đúng chưa? Đây. Đây để vào. Cái này có chứ. Ơ, cái này chẳng, cái này 5 triệu nè. Nó 20 triệu là lấy được mấy lạng. Cái này là nó lại bảo bao nhiêu rồi? 20 triệu á, 7 triệu rưỡi á, 20 triệu lấy được hơn 2 lạng. Đấy là rượu à? Anh em. Không, cái đó là không, em đổ bì. Em đổ bì. Anh yên tâm đi. Bây giờ anh đấy là cái gì em bỏ cho anh một ký chứ. Ừ. Không được giá. 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 Anh lấy mấy củ thôi. Nhưng mà lấy cái kia rồi nên muộn quá. Dạ, vì em hẹn mấy tháng đây. Là ngon rồi. Rồi em bỏ tiền anh vào nha. Tiền của em thì tiền của em có đâu có, bỏ chồng em á. Nhớ dán cả cái dây để xách tay nhá. Rồi. Để em lựa cho. Để em lựa giờ cho. Anh đợi em tới em gói lại cho. Cái tủ nó giá đấy. Trời quên mượn nó con keo luôn. Trời lá đau rồi.
bán củ thôi. Cái bán củ này đó, bán củ đi. Bán củ rừng. Đấy là chủng rừng đó. Em ra kiểm định lại lần nữa đi.